Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình thực hiện cái video vệ sinh buồng đốt bằng cái dung dịch LX5000 cho con xe i10 Grand. Con này nó chạy được 14 vạn rồi. 14 vạn thì là hôm nay là có khách hàng đến để mình vệ sinh cái buồng đốt này. Mình sẽ tháo hết cái chi tiết ra xong mình soi vào trong đỉnh bít tông cho tất cả các bạn và anh em xem nhé. Tháo cái bầu lọc gió này ra trước rồi. Đó, sau khi tháo được cái bầu lọc gió này ra thì mình tiến hành mình tháo bốn cái tổ buji ra. Đấy, sau đấy là mình tháo buji ra thôi. Thì cái bản thân cái con xe này thì khách hàng có nói là cái động cơ con này là cũng bị ăn nhớt. Đấy, ăn còn nhiều nữa là khác. Thì mình sẽ tiến hành mình tháo rút bốn con buji ra. Rút bốn con buji ra nhá. Sau đấy là mình sẽ dùng cái lội soi xong mình soi vào đỉnh bít tông. Xem là cái tỷ lệ trên đỉnh bít tông này là cái muội carbon nó bám lên có nhiều hay không. Thì như các bạn thấy đấy, khách hàng có nói là cái con xe này là cứ chạy tầm 5.000 cây mới thay dầu. Đó, nhưng mà cái tỷ lệ nó hao dầu mất tầm khoảng nửa lít. Đây, các bạn nhìn này, mình sẽ đưa cái mắt này vào. Cái mắt rất là nhỏ thôi. Nên làm sao mà nó chui qua được cái lỗ của buji. Để xuống đỉnh bít tông. Đấy, thì mình sẽ lội soi. Đây là cái đỉnh bít tông của máy số 1 này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Cái muội nó rất là dày. Rất là dày. Máy 1, máy 2, máy 3, máy 4. Tức là tỷ lệ ăn nhớt của các máy gần như tương đồng với nhau. Chỉ hơi nóng vẫn bốc lên. Máy 3 này nhìn thì nó hơi mặn nóng quá. Đó, sau khi mình tháo được cái buji ra thì mình dùng cái bình xịt này. Bằng cái dung dịch này là LX5000 này mình sẽ xịt thẳng vào buồng, xịt thẳng vào đỉnh bít tông nhá. Đấy, nhưng mà khi mình xịt ấy, thì mình nên quay cái đỉnh bít tông lên trên. Lên trên thì là cái mình xịt được cái dung dịch này nó đọng ở trên bề mặt nó nhiều hơn. Tất cả các máy là mình lên quay lên đỉnh. Sau khi mình xịt xong cả bốn máy, mình sẽ ủ tầm 4-5 phút đến 1 giờ đồng hồ. Đó. Đấy, sau khi ủ 1 giờ thì mình sẽ dùng cái máy mình hút cái dung dịch. Cái dung dịch thì nó sẽ có tác dụng là nó làm sạch, làm sạch cái muội carbon. Đấy, nó bám ở trên cái bề mặt của đỉnh bít tông ấy. Như các bạn biết là ngày xưa nếu như muốn vệ sinh được đỉnh bít tông ấy, thì mình phải tháo hẳn quả bít tông ra ngoài. Sau đấy là mình sẽ phải ngâm trong dầu. Đó, phải cọ rửa nó mới sạch được. Hoặc là phải dùng máy phớt, xong mình phớt đi thì nó mới sạch được. Cái muội nó bám rất là chắc. Sau khi hút xong ấy, mình sẽ lên mình đè để cho cái đỉnh bít tông nó còn những cái gì là nó thổi hết ra ngoài. Thì đây, sau khi xong là mình dùng máy là mình soi lại thì cái tỷ lệ nó làm sạch là cũng đáng kể. Đấy, nhưng mà bản thân con xe này là nó, con động cơ này nó ăn dầu nó quá nhiều. Đây các bạn nhìn này, cái dung dịch này là bây giờ nó đặc sánh như này, nó không khác về cái dầu thải của dầu máy. Mà cái tỷ lệ của cái muội carbon này nó bong tróc ra cũng rất là nhiều nhé. Đây các bạn nhìn. Đó. Rất là nhiều luôn. Thì là cái LX5000 này cũng rất có hiệu quả. Đấy, mình vừa thực hiện xong cái video vệ sinh buồng đốt của con i10.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.